Để những chú bò phát triển khỏe mạnh và giảm chi phí chăn nuôi thì những người chủ trang trại thường cho bò ăn kèm cám và cái thứ này. Chi phí để mua cái này thì giảm hơn cám rất nhiều các bạn ạ. Cái này thì tất cả các con vật đều có thể ăn được các bạn ơi. Từ gà vịt ngan ngỗng đến trâu bò dê cừu đều ăn được hết các bạn ạ. Khi cho con vật ăn thứ này thì nó sẽ sạch run sán, tăng sức đề kháng và có lợi cho hệ tiêu hóa. Mình có thể cho ăn kèm với cám hoặc là cho ăn riêng các bạn ạ. Bạn nào cần thứ này thì cứ nói mình giúp nhé. Bò mà ăn thứ này cũng tốt như là người mà dùng nước củ quý của Đại Đạo Đức đấy các bạn ạ.